Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Toàn Meter. Em biết đấy, từ lạp chí là sử lai khắc học viện, nội viện, học viên. Là diệp tinh nan ái nhân, đường vũ lân nam nhất động học, nguyên ân dạ phi cùng nhạc chính vũ bằng hữu. Đi tinh nan đế quốc tham gia đại tái xong, hiện giờ đã là đương đại sử lai khắc thất quái. Ở hải thần duyên tương thân đại hội, thành công hướng diệp tinh nan thổ lộ, hai người từ đó mà ở bên nhau. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về từ lạp chí này nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên sẽ là một số thông tin cơ bản. Tên là từ lạp chí, biệt danh thì là lạp chí, bàn tử, thí chí, hủy diệt chi trưởng. Có giới tính là nam, lam linh thì khoảng 23 tuổi. Võ hồn là bao tử hồn sư. Ái nhân thì là diệp tinh nan. Chí hữu thì là đường vũ lân, tạ giải, nhạc chính vũ, nguyên ân dạ huy, hứa tiểu ngôn. Có thân phận thì là đường môn ngoại đệ tử, sử lai khắc học viện học viên. Có lão sư là vũ trường không, thái nguyệt nhi, thẩm giật. Có sư phụ là long dạ nguyệt. Về kinh lịch nhân sinh, 18 tuổi đã là 53 cấp đồ ăn hệ hồn sư, người mập mạp phi thường tự ti. Hắn khi còn nhỏ luôn đi theo diệp tinh nan phía sau, tiểu mập mạp. Hắn khi đó còn là nước mũi tiểu gia hỏa. Đụng một cái là kêu gọi tinh nan tỷ, hắn vĩnh viễn đi theo ở diệp tinh nan bên người. Vô luận là khi nào, hắn trước sau một tấc đều không rời. Diệp tinh nan thói quen có hắn ở chính mình bên người, làm thói quen xem hắn bộ dáng khờ khạo cũng mà tươi cười. Cũng quen hình ảnh hắn ôm một đám đủ các loại bánh bao. Là sử lai khắc học viện nội viện học viên, cùng với đường vũ lân sơ ngộ khi nhìn thấy sự ăn khổng lồ mà đối với hắn khâm phục, từ đó mà trở thành bạn tốt. Từ nội viện chuyển đến ngoại viện cùng với đường vũ lân đám người gặp lại, dung nhập đến đường vũ lân đội ngũ bên trong. Ở tinh nan đế quốc thắng được hồn sư đại tái, được trao tặng sử lai khắc thất quái danh hiệu và trở thành tân một thế hệ sử lai khắc thất quái, cũng một lần nữa tiến vào sử lai khắc học viện nội viện. Ở hải thần duyên tương thân đại hội hướng diệp tinh nan thổ lộ, cuối cùng được diệp tinh nan tán thành, hai người từ đó ở bên nhau. Sau cùng sử lai khắc lục quái cùng đi ma quỷ quần đảo tham gia sử lai khắc học viện tổ chức quân huấn, chịu đựng trên đảo 7 vị lão ma khảo nghiệm cùng với tra tấn. Kết thúc huấn luyện, rời đi ma quỷ quần đảo, phản hồi đại lục, cũng trải qua đường môn tông môn cùng với sử lai khắc học viện hủy diệt. Cùng sử lai khắc lục quái thương nghị quyết định tổng quân, cùng với diệp tinh nan đi Đông Hải quân đoàn tổng quân, cũng trở thành Đông Hải quân đoàn thượng tá. Trở lại đường môn, khi được vũ lân bị nhâm mệnh làm hải thần các đương đại các chủ, sử lai khắc còn lại ngũ quái cũng tăng lên làm hải thần các túc lão. Sau cùng mặt khác sử lai khắc lục quái, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng cùng với phó đội trưởng Long Vũ Tuyết, Huyết Long tiểu đội đi thiên đấu đại lục cùng với tinh nan đại lục vì sắp bùng nổ chiến tranh làm chuẩn bị. Sau lại trở về đấu la đại lục cùng với mọi người chuẩn bị trùng kiến sử lai khắc học viện. Ok! Trên đây là một số thông tin về từ lạp chí trong tác phẩm Đấu La Đại Lục phần 3 Lão Muôn Truyền Thuyết mà mình viết. Anh em thấy mình đã thiếu điểm gì hay thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.